Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với Game Today. Trong cái clip này, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm nào để có thể qua được cái event thử thách năm mới một cách dễ dàng nhất và nó hiệu quả với một cái mức điểm cao anh em nhá. Tất nhiên nó là 100% máu đến hết game. Về cái độ uy tín ở trong video này thì anh em cứ yên tâm làm theo hướng dẫn thì anh em có thể vượt qua thử thách với 100% máu đến hết game. Cùng với đó là cái khoảng thời gian vượt qua thử thách rơi vào đâu đấy, nó rơi vào tầm khoảng 1 phút 50 nha anh em nhá. 1 phút 50 đấy là tôi tính trung bình. Còn có thể là anh em khéo léo, anh em có thể nhanh hơn. Video này ấy, nó uy tín bởi vì video hướng dẫn này được làm ra bởi Tuấn Cơm. Đấy, chỉ cần nói đến Tuấn Cơm thôi là đã thấy uy tín rồi. Và tôi đã phải bỏ công nghiên cứu, tôi đã phải bỏ chất xám và thời gian ra để có thể nghiên cứu đội hình, cách xây dựng, cách vận hành, đúc kết lại để có thể là truyền đạt lại cho anh em cho nó dễ hiểu nhất. Đấy, ở cái round đầu tiên chúng ta sẽ kiếm 6 human anh em nhá. Chúng ta sẽ đưa đội hình lên 12 con. Ở đây tôi chưa đủ 6 human, vẫn thiếu một con anh em ạ. Chính vì thế là tôi sẽ phải bán bớt đi. Ở đây tôi sẽ phải bán bớt đi để tôi roll tiếp. Những cái con nào mà nó chưa cần thì tôi sẽ tìm lại sau vậy. Hơi đen anh em ạ, hơi đen. Hiện tại là vẫn chưa có đủ 6 human, tôi lại phải bán tiếp. Ok, tôi sẽ bán tiếp cái con Tabu Witcher đi. Có lẽ là tôi sẽ bán đi một vài con chưa cần, tí nữa tôi sẽ tìm lại sau. Ra đi, một con nữa thôi. Ui, vẫn chưa ra anh em ạ, quá đen luôn. Quá đen. Tôi lại phải bán tiếp rồi. Với tình hình hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thể nào mà chúng ta có thể là chơi được đâu. Đây rồi, may quá. Anh em nhá, cái round đầu tiên là cái round mà bắt buộc phải có 6 human. Bởi vì từ round thứ 2 trở đi ý, thì nó sẽ không kiếm được sách đâu, rất khó. Cái vấn đề khó kiếm sách là cái thứ nhất, cái thứ hai là gì? Không những là khó kiếm sách ý, mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của anh em đấy. Đấy, khi mà tốc độ của mỗi cái round đấy nó sẽ bị tăng lên do phải nhét cái con human vào nhá anh em nhá. Đấy. Và tôi cũng có một cái lời khuyên cho các anh em là ở cái round đầu tiên ấy, anh em kẹp với 6 human này, anh em kẹp những cái con đam diện rộng hoặc là những cái con 5 đô anh em nhá. Như tôi ở đây là tôi có 3 con 5 đô 2 sao. Đấy, nó clear rất nhanh. Cái round đầu tiên cũng là cái round mà rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của trận đấu của anh em. Khi mà cái round đầu tiên ấy nó tốn rất nhiều thời gian. Đấy. Nếu mà anh em để một cái đội hình nó quá yếu, sau đó anh em kẹp 6 human vào thì cái round đầu tiên anh em sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể qua được cái round đấy. Nha anh em nhá. Rồi. Anh em cũng có thể nhìn cái bảng giới hạn truyền thuyết. Nó sẽ là cái quan trọng ở cái đội hình này nhá, nó chính là con kiếm hồn này. Con Dark Spirit và con Light Spirit là bắt buộc phải có anh em nhá. Ba con đấy là bắt buộc phải có. Thế là nếu mà anh em vào mà anh em không thấy ba con đấy thì anh em quit ra, anh em làm lại cho tôi. Đấy nhá, anh em nhá. Đấy, kiếm hồn, Dark Spirit, Light Spirit. Rồi. Và chúng ta sẽ không chơi cái bộ 5 rồng 9m nha anh em nhá. Có nhiều anh em hỏi tôi cái bộ 5 rồng 9m. Đấy, rồi anh em đi hỏi người khác trả lời anh em là cái bộ 5 rồng 9m. Thì tôi xin thưa với anh em là nếu mà anh em hỏi cái đứa nào mà nó trả lời anh em là cái bộ 5 rồng 9m ấy thì nó lừa anh em đấy. Không có chơi được đâu anh em. Chúng ta có cái round 8, chúng ta sẽ thấy là cái bộ đấy nó cực kỳ phế luôn. Ở round 8. Đấy, round 8 chắc chắn là lọt nếu mà chơi 5 rồng 9m nha anh em nhá. 5 rồng 9m kể cả có rớt 3 mà kể cả là hai con rớt 3 nha anh em nhá. Riêng mà rớt 3 5 rồng 9m gặp round 8 thì cũng bay màu thôi anh em ạ. Sẽ bị lọt. Và lọt thì chắc chắn là anh em là không đủ 100% máu thì không tính, không tính tiền anh em nhá. Rồi, luôn tiếp rồi. Ok, đây. Anh em có thể nhận ra tôi đang form cái bộ gì. Đấy, chúng ta sẽ form dần cái bộ là bộ Witcher anh em nhá. Bộ này chúng ta sẽ giúp chúng ta là có thể là ăn được cái rau quái. Round thứ 8. Đấy. Rồi. Tạm thời tôi sẽ vẫn tận dụng cái con máy bay và con Sailing Assassin anh em ạ.
Nó là con Lambda 2 sao và đầu game anh em lên tận dụng. Nếu mà anh em chưa có những cái con thay thế thì hãy tận dụng để làm sao để cho anh em có một cái đội hình mạnh, clear nhanh anh em nhá. Nhất là cái con máy bay ấy là một cái con có thể clear được. Đấy, Sailing cũng thế, Sailing là một cái con có thể clear được bởi vì nó bắn lan. Đấy. Nó bắn lan và nó 5 đô 2 sao. Cho tựa trong cái giai đoạn này ở những cái round đầu là nó tuyệt vời luôn. Những cái con này. Anh em nhá, anh em đừng có cái suy nghĩ là cứ phải form chuẩn cái đội hình ở những cái round đầu khi mà anh em có đủ 12 con không nhá anh em nhá. Hãy tận dụng những gì mình có. Đấy, để làm nào để có thể nhanh nhất có thể thôi. Đấy, máy bay này, thả này. Đấy, clear nhanh không? Đấy, xong luôn. Anh em thấy không? Rất nhanh. Đấy, ở cái giây thứ 50 là tôi đã kết thúc cái round này rồi. Rất nhanh. Sau đó chúng ta, khi nào mà chúng ta ra được bài, chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ thay dần ra nhá anh em nhá. Đấy. Đấy, Dash Spirit vào, uy tín luôn. Rồi, những cái món đồ thì anh em cũng cố gắng lấy theo tôi nhá. Giáp băng này, gậy hack là những cái món đồ ưu tiên. Ok. Và giáp băng thì nó sẽ là cho con Storm Shaman. Đấy. Giáp băng cho Storm Shaman. Rồi bây giờ chúng ta sẽ roll đủ 6 spirit anh em nhá. Đấy, cứ roll thôi. Ở cái giai đoạn đầu game này thì nói chung là tiền ở round, mỗi round chúng ta sẽ có 50 tiền và chúng ta sẽ đủ để chúng ta có thể roll để farm đủ bài anh em ạ. Grand Herald thì tôi không lấy anh em nhá. Grand Herald thì thôi, tôi kích bằng hai con Demon Grimchak và con Saudivo chứ tôi không chơi con Grand. Rồi ok. Tôi có thể cho cái con người nước 3 sao này vào, clear cũng rất nhanh. Đấy, nếu mà tôi cho con người nước này vào thì tôi sẽ phải thay con nào? Nếu mà cho vào thì thay con Sailing ra. Sailing mới chỉ 2 sao thôi. Đấy. Rồi, làm nào để mạnh nhất có thể thôi anh em. Đấy, được luôn. Đấy. Roll thì cứ round nào, roll hết tiền round đấy anh em nhá. Làm nào để chúng ta có được cái đội hình mạnh nhất. Như này là nó gọi là tạm ổn rồi đấy anh em ạ. Và tôi đang có ý định là tôi thay lốt cái con God of Light này vào này. Để tôi có cái bộ 3 mục sư, 4 mục sư đấy. Nhưng mà tôi lại nghĩ lại, tôi lại bảo là cái con máy bay này nó lại uy tín hơn. Đấy, cái con máy bay 2 sao chắc chắn nó uy tín hơn rồi. Mà nên nhớ là cái round này thì chúng ta sẽ gặp cái bọn Insect anh em ạ. Mà cái bọn Insect này thì nó sẽ đẻ ra rất đông. Cần những cái con diện rộng, bồi đam liên tục. Storm Shaman 3 sao. Có thể clear được hàng chay, hàng đằng phía trên. Rồi ok. Đấy, nhanh không anh em. Cái Static Storm đặt cùng với cả cái bãi của con Dark Spirit, hố đen tử thần. Rất nhanh anh em ạ, chỉ giây 50 thôi. Mỗi round 10 giây. Mỗi round 10 giây. Đấy, anh em nhân lên là nó ra kết quả luôn. Nó rơi vào đâu đấy khoảng tầm 100 giây. 100 giây thì là bao nhiêu phút? Khoảng 1 phút thì là 60 giây. Đấy, vậy vị trí là 100 giây thì nó là 1 phút 40 giây. Và tôi cứ du di đi, cho khoảng cộng thêm 10 giây đi. Tức là mỗi round thêm được 1 giây đi. Đấy, 11 giây một round. Thì nó rơi vào đâu đấy nó khoảng là 1 phút 50. Thế thôi, đơn giản thôi, tính rất là đơn giản. Đấy, đội hình form như này rồi nhá anh em nhá. Anh em cứ form với tôi thôi. Anh em cứ yên tâm là nó sẽ 100% máu đến hết game. Chứ tôi không có lừa anh em đâu. Kiểu là ra clip câu view. Đấy, xong rồi đến cái round 8 mà không qua thì bảo là round đấy không may mắn đâu. Ảo lòi luôn. Đến cái round 8 rồi không qua được round 8 đúng không? Chơi 9m à? Năm đồng 9m xong đến cái round đấy xong rồi bảo là do không may mắn đấy, rớt giật hụt. Tôi nói thật với anh em là tôi thử đến khoảng 20-30 con game mà chơi cái bộ đấy rồi anh em ạ. Tôi biết là cái bộ đấy low hope nha anh em nhá. Hai con rớt 3 sao nó cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì ở cái round số 8 cả anh em ạ. Chắc chắn với anh em đấy. Clip đấy nó gọi là clip câu view rẻ tiền anh em nhá. Không có một chút chất xám nào ở đấy cả. Đơn giản nó chỉ là cái bộ 5 dòng 9m thôi. Đấy. Không ăn được.
Nhanh thì có nhanh đấy, nhưng mà không phải 100% máu đến hết game. 80 máu thôi nhá. Anh em thấy chưa, clear nhanh không? Đúng, chưa đến 10 giây luôn. Cái đây nó còn chưa đến 10 giây anh em nhá. Cái round số 4 này tính nó chỉ có 8 đến 9 giây thôi, một round thôi anh em ạ. Nó quá nhanh luôn ấy. Đấy, clear thế này nó gọi là tốc độ, nó cũng là gọi là tốc độ bàn thờ đấy nhá anh em nhá. Đấy, với cái đội hình này anh em cứ yên tâm. Và bởi vì đây nó một cái đội hình mà tôi phải bỏ chất xám, tôi nghiên cứu cả đêm. Đấy, nên là cái clip này tôi cũng, anh em xem anh cũng biết đúng không? Các anh em là các anh em hội viên. Đấy, nên là anh em yên tâm là cái độ uy tín của cái clip này nó có giá trị cho các anh em hội viên. Đấy, tôi chỉ phát hành cho các anh em hội viên ở trên kênh xem. Anh em cứ yên tâm là chỉ có các anh em được xem thôi. Sẽ có rất ít người có thể cạnh tranh được với các anh em, bởi vì họ không biết cái đội hình này. Đấy, cái video này tôi không public cho tất cả mọi người cùng xem anh em nhé, nên anh em cứ yên tâm. Các anh em hội viên thì nó sẽ có những cái quyền lợi riêng ở trên kênh. Đấy, đặc biệt là những cái event kiểu dạng như này, đua top. Đấy, lấy quà. Đương nhiên rồi, nếu mà nhiều người ấy, nhiều người cùng chơi, đấy, nhiều người cùng biết, thì làm sao mà chúng ta có thể là top được khi mà ai cũng chơi giống ai, đúng không? Nên là chúng ta sẽ chỉ có giới hạn thôi. Đấy, tôi cũng có cái tiêu chí là ngay từ đầu rồi, bởi vì cái hướng dẫn event này là trí tuệ của tôi, là tâm huyết của tôi đối với cái video. Tôi làm ra cái hướng dẫn để gửi đến anh em. Thậm chí nó còn là sức khỏe, sức lực của tôi. Khi mà tôi thức cả đêm mà tôi tìm hiểu, tôi nghiên cứu để nó ra được cái đội hình như này. Đấy, hướng dẫn nó ra cách chơi như này. Tất cả những cái điều trên nhằm mục đích là giúp cho các anh em có thể dễ dàng đạt được cái số điểm cao với một cái số máu là 100% máu. Và những cái điều trên cũng tạo lên cái giá trị của cái video của tôi. Chính vì nó có giá trị và nó tốn nhiều công sức cũng như tâm huyết như thế, nên là nó cũng sẽ có cái giá của nó anh em nhá. Đấy, chứ không free, không miễn phí. Tất nhiên giá thì nó có nhiều kiểu giá trị. Đấy, thì tôi cũng nói luôn, đương nhiên các anh em hội viên, các anh em là các anh em đóng góp công sức, đóng góp tiền bạc. Đấy, các anh em là một cái, tôi gọi là một cái người trả lương cho tôi. Đấy, để tôi làm những cái công việc như này. Đấy, trả lương hàng tháng đối với các anh em hội viên. Đấy, thì đương nhiên rồi, anh em trả lương cho tôi làm cái việc này mà. Tôi làm cái công việc này, đấy, cũng là nhờ các anh em trả lương. Đấy, nên là cái việc này rõ ràng là tôi đang làm việc cho anh em. Thì đương nhiên nhá anh em nhá, đấy là cái thứ nhất, là các anh em hội viên, cái quyền lợi của anh em hội viên. Cái thứ hai là các anh em donate cho tôi. Các anh em donate cho tôi thì các anh em cũng sẽ được hưởng quyền lợi y hệt hội viên, các anh em hội viên. Đấy, donate các anh em ở trên bảng này thì các anh em có thể inbox cho tôi, fanpage các thứ đều có thể là tôi sẽ hướng dẫn tận tình cho anh em. Đấy, đấy là các anh em đối tượng thứ hai. Và cái đối tượng thứ ba, họ không có đóng góp bằng tiền, họ không có đóng góp cho tôi bằng cái vật chất, nhưng mà họ đóng góp cho tôi bằng tinh thần. Bằng cái việc là gì? Là hàng ngày vào like cho tôi trong mỗi video. Cái mức độ tương tác người ta cao khi mà người ta comment nhiều. Đấy, hoặc là người ta có thể xem không bỏ sót bất cứ một cái video nào của tôi. Thì những anh em đó thì cũng rất đáng là trân trọng nhá anh em nhá. Cũng rất đáng để tôi bỏ công bỏ sức giúp đỡ các anh em trong những cái event kiểu dạng như này. Nên là ngoài những cái anh em mà là hội viên, đấy, thì cũng sẽ có các anh em không phải là hội viên vẫn có thể xem được clip này. Đấy, thì các anh em mà không phải hội viên mà vẫn được xem clip này thì là các anh em rất may mắn ở đấy. Và các anh em may mắn là do các anh em, đấy, các anh em đã có tương tác nhiều trên kênh. Rồi, cái round assassin này thì tôi sẽ kẹp thêm linh hồn vào anh em nhá. Cái tộc linh hồn vào để có thể clear được assassin nhanh hơn, cũng như là giúp cái độ trâu chó trong cái con co đánh tay của tôi. Đam thì nó sẽ phải có đam phép thuật và nó sẽ phải có đam đánh tay anh em nhá. Chứ không phải là chỉ toàn đam phép và đam phép đâu, hoặc là toàn là đam đánh tay đâu. Ok, đao này sẽ có cái cọc khá khó chịu, nhưng mà cũng thế thôi anh em ạ. À, cũng chỉ 50 giây anh em thấy không? Cũng chỉ 50 giây thôi. Tôi cứ du di thêm mỗi round cộng thêm 1-2 giây nữa đi. Đấy, thì chúng ta sẽ nhân lên là chúng ta sẽ có là khoảng, đấy, đâu đấy là khoảng 1 phút 50 nha anh em nhá. Rồi.
Hai con mà anh em để ở trong cái vòng của cái tộc linh hồn đấy chính là cái con Light Spirit và con kiếm hồn nha anh em nhá. Đấy, chúng ta sẽ đến với cái round 7. Round này thì nó sẽ gặp một cái bộ, đấy là bộ Glacier kẹp với cả Witcher và Demon. Đấy, cũng là 12 con, đối thủ cũng 12 con. Nên là chúng ta sẽ phải xếp bo lại ở phía bên này. Đặt cái cọc của cái, những cái vị trí mà chúng ta sẽ giúp cho những cái con xung quanh nó gây đam nha anh em nhá. Đấy, và khóa những cái con mà nó khỏe, nó là cái co của đối thủ lại. Đấy. Rồi, tôi sẽ để cái BKB cho con Light Spirit. Tránh trường hợp là Light Spirit bị hú nha anh em nhá. Bị Queen, Phantom Queen nó hú thì là cũng sẽ không tung được trưởng đâu. Siren này, Siren mua nhá anh em nhá. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho những cái round tiếp theo. Anh em cứ làm y hệt tôi thôi. Những cái round nào chuyển bài như nào, để đội hình như nào, anh em cứ để y như tôi, thế là được rồi. Anh em không phải sáng tạo nhiều đâu, bởi vì tôi đã nghiên cứu chán chê rồi anh em ạ. Rồi nhá anh em nhá. Đấy. Hiện tại là ở round 6, round 7 là chúng ta kẹp thêm linh hồn vào. Đấy, chúng ta sẽ đánh là 4 Spirit, 4 Witcher, 4 Mục Sư và 2 linh hồn. Tạm thời là như thế. Nó cũng phụ thuộc vào cái việc xếp bài anh em nhá. Xếp bài làm nào để xếp bài hiệu quả thì anh em cứ xếp bài y hệt tôi. Thế thôi, anh em cứ y hệt tôi mà làm. Đấy, còn đồ thì nó không giống hết tôi được thì anh em cũng phải lấy đồ giống tôi nhá. Đấy, một, nó có ít nhất là, tôi chú ý anh em này, nó có ít nhất là một cái giáp băng. Đấy, một cái gậy hack. Đấy, huyết trượng thì tôi cũng ngon, huyết trượng và xung kích cũng ngon nha anh em nhá. Đổi đi đổi lại cho Dark Spirit và Light Spirit thôi. Còn giáp băng thì lúc nào cũng sẽ ở trên người của con Storm Shaman nhá. Rồi ok. Anh em ơi, nhanh lắm anh em ơi. Nhanh lắm, nhanh lắm anh em ạ. Cũng 50 giây. 50 giây là kết thúc rồi. Tức là mỗi round là 10 giây đấy anh em. Đấy, bây giờ chúng ta đến với cái round 8. Là cái round mà rất nhiều người kêu này. Đấy, round này là cái round mà rất nhiều người kêu đúng không? Là chơi, đấy là do là anh em chơi 5 dòng 9 mét đấy. Nên là anh em không qua cái round này đấy. Đấy, còn bây giờ anh em chơi như tôi thì anh em chắc chắn là anh em sẽ không có gì nó khó khăn đâu. Nhá. Cái round này là cái round mà nó chơi cái đội hình này của tôi thì yên tâm là có thể là chơi được. Ở đây tôi sẽ roll lốt tiền kiếm con Siren 3 đã cho chắc kèo. Tất nhiên là tôi thì tôi chưa quen rồi, tôi có thể là tôi vứt thêm bất cứ con nào vào thì nó vẫn ok. Ví dụ cá lông, cá liếc các thứ vào thì vẫn được. Đấy, nhưng mà anh em chưa quen thì anh em cứ làm theo tôi nhá. Anh em cứ làm y hệt tôi thôi. Bây giờ chúng ta bỏ linh hồn ra này. Đấy, chúng ta bỏ linh hồn ra. Cái tộc linh hồn bây giờ nó lại không có hiệu quả ở trong round này, anh hiểu không? Nó không cần nữa. Đấy, chúng ta bây giờ chúng ta chơi kiểu khác. Đấy, kẹp thêm một con Siren vào để thêm khống chế. Bộ này là cái bộ gì? Glacier, Clyde anh em ạ. 6 Glacier, 6 Clyde kẹp với cả Dark Spirit, kẹp Beat. Nên là chúng ta cần phải có rất nhiều khống chế. Rồi, và cái việc xếp bài ở đây nó cũng rất là quan trọng anh em nhá. Cái việc xếp những cái vị trí của con bài ấy, phải tính toán làm nào để có thể là ok nhất. Đấy. Ví dụ như là tôi kê một con Taboo Witcher đứng ở trước mặt con Fortuner Teller, tránh nhau việc nó bắp bất tử. Ok anh em nhá. Đồ tôi lấy huyết trượng thôi. Cứ lấy cái đồ dồn đam mạnh và anh em ạ. Cứ lấy đồ dồn đam mạnh cho con Light Spirit. Đồ đấy cứ dồn cho Light Spirit hết thôi. Chúng ta đang chơi Witcher nên là cái con Light Spirit này nó không khác gì con Light Spirit ngày trước, trước khi update cả. Tức là đánh là sát thương là chuẩn nha anh em nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái round khó nhất ở trong con game này. Cái event này chỉ có cái round này khó thôi anh em ạ. Ui rồi anh em nhìn kìa. Cũng không lâu lắm đâu, cũng không lâu lắm đâu. Chắc là round này lâu nhất rồi. Chắc là round này lâu nhất thì cũng là 46 giây, thêm 5 giây anh em ạ. Thêm 5 giây thôi. Đấy, 15 giây cho cái round vừa rồi. Quá nhanh anh em ơi. Đấy, tôi cứ cộng thừa vào, nó rơi vào đâu đấy khoảng 1 phút 5 thôi mà.
4 phút 50 giây thôi. Anh em cứ yên tâm. Cùng lắm là lên 1 phút 55. Tôi nghĩ là như thế. Nó không quá đâu, tôi tính rồi, tôi tính hết rồi. Mua rao khoảng 10 giây. Có rao thì ít hơn 10 giây đấy. Có rao thì nhiều hơn, có rao ít hơn. Mà đa số là ít hơn 10 giây anh em ạ. Đa số là chúng ta chỉ mất khoảng 8 giây, 9 giây thôi. Đấy là chúng ta có thể qua được cái rao này rồi. Như cái rao này nhá thì nó lại quá đơn giản luôn. Đấy, chúng ta không có gì thay đổi cả. Tôi nghĩ là để như này nó là perfect rồi. Đấy, chuyển cái vị trí con Tabu Witcher nó đứng trước mặt cái con Forerunner Teller thôi anh em ạ. Đấy, còn bây giờ nó đội hình full 3 sao rồi, chúng ta cũng chả có roll gì nữa. Đấy, chúng ta nếu mà roll tiếp thì chắc là roll con ma lên 3 sao thôi. Ui, nhanh lắm anh em ơi. Đấy, như cái round này nhá, thì đấy nó thừa mấy giây. Đấy, như cái round này nó chỉ mất 8 giây thôi. Có những cái round nó lại còn nhanh hơn nữa cơ. Rồi, như cái round này thì chúng ta có thể nhanh hơn đấy. Round này, round 10 này chúng ta còn có thể làm nhanh hơn. Đấy, làm nhanh hơn á. Rồi, round này thì tôi sẽ cho 6 hoa đá vào anh em nhá. Round này thì lại 6 hoa đá thì lại nhanh hơn. Đấy, anh em cứ làm theo tôi thôi, anh em không phải sáng tạo đâu anh em ạ. Nói chung là cứ round nào chuyển như nào thì anh em cứ làm theo tôi nhá. Cái này thì tôi đã có một cái gọi là nghiên cứu cả đêm rồi. Đấy, mất rất nhiều thời gian rồi để mà test đi test lại rất nhiều các đội hình khác nhau để đưa ra được cái đội hình tối ưu anh em nhá. Chính vì thế tôi mới nói là cái này là tôi không public là vì thế mà. Đấy, còn cái đội hình này nếu mà hỏi là tôi có public cho tất cả mọi người xem không ấy thì có, tôi cũng sẽ public cho tất cả mọi người. Nếu mà cái clip này mà tôi public cho tất cả mọi người có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi đã ra được một cái đội hình khác ngon nghẻ hơn. Đấy, ngon nghẻ hơn dành cho các em hội viên. Để các em hội viên cứ yên tâm nhá. Nếu mà clip này public có nghĩa là các anh em sẽ có clip ngon hơn. Đấy, hướng dẫn một cái đội hình khác ngon hơn để cho các anh em vượt thẳng lên top nhá. Rồi, ok. Cái round này có một chút sai lầm. Có một chút sai lầm ở round này làm cho tôi mất khoảng 15 giây anh em ạ. Có một chút sai lầm. Đó chính là cái việc là tôi để cái vị trí của con ảo ảnh nó sai vị trí anh em nhá. Phải để cao lên nhá anh em nhá. Cao lên phía bên phải hoặc bên trái. Tôi lại để ở phía dưới làm cho cái bãi Dark Spirit ấy, của cái round vừa rồi ấy, nó bị thả, nó bị sai một chút. Đấy, round vừa rồi nó đã khiến cho cái kết quả của trận đấu này nó bị kéo dài thời gian ra cộng thêm 5 giây. Còn nếu mà anh em để lên trên thì tôi nghĩ là nó sẽ nhanh hơn đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với round cuối cùng. Round này thì nhanh thôi anh em ạ. Round này thì cực nhanh. Rất nhanh luôn. 10 giây anh em ạ. Cũng chỉ 10-11 giây đó. Quá nhanh. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái event anh em nhá. Đấy, chúc các anh em có thể là thực hiện cái event này một cách rất là hiệu quả, thành công. Anh em nhé, cảm ơn anh em rất nhiều. Ui anh em ơi, anh em thấy tôi tính chuẩn không? Xít xoát 1 phút 50 giây. Đấy, tôi tính chuẩn luôn. Đấy, cứ tính nhẩm là mỗi round là khoảng 10 giây thôi. Đấy, chúng ta tính trung bình là mỗi round khoảng 10 giây. Nhưng mà có round thấp hơn, có round nó mất khoảng 8 giây. Còn có round thì nó hơn, có round thì nó khoảng là 10-mấy giây. Đấy, nó bù trừ nhau thì bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 1 phút 50. Đấy, anh em mà đánh khéo hơn ở cái round, mấy cái round quái ấy, anh em xếp bài khéo hơn thì tôi nghĩ là nó còn nhanh hơn đấy. Nha anh em nhá, anh em thử đi. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.